Quốc Anh chào các bạn. Để bắt đầu hành trình tâm linh của mình, bạn phải nhớ rằng tâm linh không có nghĩa là tôn giáo, bậc thầy thần thánh hay triết học. Tâm linh liên quan đến việc hiểu biết bản thân một cách sâu sắc hơn, có lợi hơn. Tìm kiếm sự bình yên, tìm hiểu về những sự rung động và bình tĩnh về thế giới nội tâm của bạn đều là một phần của hành trình trở nên tâm linh cao độ có thể bạn đã đi theo lộ trình này mà không hề hay biết một người có tâm linh cao là người có mối liên hệ với bản thân động vật và những người xung quanh một cách sâu sắc hơn hầu hết mọi người họ hiểu rằng mọi thứ bao gồm cả trái đất mà chúng ta đi trên đó đều được kết nối với nhau họ không bao giờ phải lên án hay phán xét người khác họ bình yên với cuộc sống và với chính mình Điều này nghe có giống bạn hay không? Sau đây, Quốc Anh chia sẻ những dấu hiệu rõ ràng cho thấy rằng bạn là một người có tâm linh vượt trội. Điều thứ nhất, bạn là người xác thực. Những người có tâm linh cao thực hành tính xác thực. Nhưng điều này không có nghĩa là chia sẻ mọi thứ về bản thân bạn với mọi người mọi lúc. Thay vào đó, bạn cố gắng luôn nói những gì bạn muốn nói có nghĩa là những gì bạn nói tuân thủ các nguyên tắc và giá trị của bạn trên hết điều thứ hai bạn coi trọng con người và trải nghiệm hơn tiền bạc những người có tâm linh cao coi những người tốt và trải nghiệm phong phú hơn bất kỳ sự giàu có vật chất nào họ thích cảm giác sảng khoái khi tận hưởng một cuộc trò chuyện sâu sắc và thấu đáo về mặt tâm linh điều thứ ba bạn không có ác cảm một người có tâm linh cao biết rằng ôm mối hận thù sẽ dẫn đến căng thẳng và căng thẳng sẽ dẫn đến tăng huyết áp và thậm chí là bệnh tim. Họ cũng biết rằng việc tránh ôm mối hận bằng mọi giá là vì lợi ích của bản thân. Vì vậy, họ nhanh chóng tha thứ và quên đi. Điều thứ tư, bạn rất khó xúc phạm. Nếu bạn nắm chắc con người của mình, sẽ rất khó để ai đó làm hoặc nói điều gì đó khiến bạn khó chịu những người có tâm linh cao thường cởi mở và tự tin điều thứ năm bạn bỏ qua những sai lầm những người có tâm linh cao không xác định bản thân bằng những sai lầm của họ họ bỏ qua những sai lầm của mình ngay khi mắc phải tuy nhiên họ không quên chúng họ sử dụng những sai lầm trong quá khứ để tham khảo trong tương lai và để tìm ra phương pháp cải thiện bản thân mình điều thứ sáu bạn thực hành sự trung thực những người có tâm linh cao làm nhiều hơn là nói những gì họ thực sự tin tưởng ngoài ra họ tránh những sự thật nửa vời và cố gắng trình bày thông tin theo cách không bị hiểu sai điều thứ bảy bạn có hiểu biết tốt về bản thân mình bạn có một sự hiểu biết tốt về con người thật của bạn bạn trôi chảy trong cách tin tưởng và suy nghĩ của mình điều thứ tám những người có tâm linh cao thường trở thành những nhà lãnh đạo giỏi cho dù đó là trong công việc hay trong các tình huống xã hội khả năng đồng cảm kiểm soát cảm xúc của chính họ và xác định cảm xúc của người khác khiến họ trở thành những nhà lãnh đạo hoàn hảo điều thứ chín mọi người khó có thể làm họ ngạc nhiên họ có thể hiểu động cơ và ý định của mọi người hơn nữa họ có thể thấy rõ những gì bên dưới bề mặt của mọi thứ. Điều thứ 10. Bạn thu hút được rất nhiều tình yêu vô điều kiện. Những người có tâm linh cao đang tỏa ra năng lượng tích cực và tình yêu. Không có gì ngạc nhiên khi họ thu hút được rất nhiều tình yêu trung thực, chân thật và đáng tin cậy. Điều thứ 11. Những người có tâm linh cao không ngừng thích nghi và linh hoạt Họ biết rằng sợ thay đổi là mối đe dọa lớn đối với hạnh phúc và thành công của họ. Họ hình thành một kế hoạch hành động nếu những thay đổi này xảy ra. Điều thứ 12, bạn có thể giải quyết vấn đề một cách sáng tạo. Mặc dù sáng tạo không có nghĩa là bạn có tâm linh cao, nhưng những người có tâm linh cao cũng thường sáng tạo. Ngoài ra, các kỹ năng nghệ thuật đôi khi có thể là dấu hiệu cho thấy ai đó có khuynh hướng tâm linh, ngay cả khi họ nghĩ rằng mình không như vậy. Điều thứ 13 Vì những người có tâm linh cao, được xếp hàng cao trên thang đo sự đồng cảm, nên họ có xu hướng tránh xa các chương trình truyền hình và phim có nội dung kinh dị hoặc bạo lực. Họ biết bạo lực hoặc tin tức tiêu cực sẽ làm giảm rung động của họ. Do đó, họ làm những gì có thể để tránh điều đó. Điều thứ 14 bạn luôn lắng nghe trước nói sao Rất nhiều người trong chúng ta nói trước khi suy nghĩ thấu đáo Những người có tâm linh cao không gặp khó khăn vì điều này Vì họ luôn nhận thức sâu sắc về thông điệp mà họ truyền tải Âm thanh của chúng và tác động thực sự mà lời nói của họ sẽ gây ra Điều thứ 15 Bạn hành động dựa trên sự đồng cảm của mình Khi chúng ta thực hiện những hành động yêu thương và quan tâm Chúng ta sẽ cảm thấy được yêu thương nhiều hơn. Đây là lý do tại sao những người có tâm linh cao hành động vì lòng tốt của họ, cho dù đó chỉ là một bờ vai để dựa vào hay thông qua hoạt động tình nguyện, và nhìn chung, họ hạnh phúc hơn nhiều vì điều đó. Điều thứ 16. Bạn có một giấc ngủ ngon. Bạn có thể đi vào giấc ngủ nhanh chóng và có một giấc ngủ ngon. Bạn cũng có thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ sau khi thức dậy vào giữa đêm. Khi bạn thức dậy, bạn cảm thấy thư thái. Điều thứ 17. Bạn thể hiện lòng trắc ẩn. Đó là cảm giác mà người khác cảm thấy, nhưng nâng nó lên một cấp độ khác bằng cách làm mọi thứ trong khả năng của bạn để loại bỏ những trở ngại và khó khăn cản đường họ. Điều thứ 18. Bạn kiểm soát suy nghĩ của mình. Hầu hết các cảm xúc đều được trải nghiệm theo bản năng, nghĩa là bạn không thể kiểm soát cảm xúc của mình tại bất kỳ thời điểm nào. Nhưng những người có tâm linh cao nhận ra rằng họ có thể kiểm soát cách họ phản ứng với những cảm xúc đó bằng cách tập trung vào suy nghĩ của họ. Điều thứ 19. Bạn có thể đọc được nét mặt của người khác, nhìn vào một biểu hiện và hiểu được cảm xúc của một người đó là dấu hiệu lớn nhất của một người có tâm linh cao khi chúng ta là một người có tâm linh cao có nghĩa là chúng ta ý thức rõ ràng những gì chúng ta trải qua mang đến những giá trị cho chính bản thân chúng ta và những người xung quanh chúng ta và chúng ta còn có sự tinh tấn tu dưỡng để giúp bản thân mình phát triển tâm linh phát triển trí tuệ để có thể giúp đỡ nhiều người hơn trong cuộc sống làm cho cuộc sống này trở thành một nơi tốt đẹp hơn thông qua chủ đề của video lần này quốc anh hy vọng rằng đã mang đến cho tất cả chúng ta nguồn năng lượng tích cực và những thông tin hữu ích các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn ngoài ra các bạn có thể kết nối trực tiếp với quốc anh qua fanpage và qua zalo theo số điện thoại quốc anh chia sẻ bên dưới mỗi video Quốc Anh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.